Hi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là mùng 1 Tết rồi, đầu năm mới rồi. Mình xin chúc cho bạn và gia đình các bạn sức khỏe dồi dào, làm ăn thì phát tài phát đạt. Các bạn nào còn đi học á thì luôn thành công trong học tập nha, các bạn luôn đạt thành tích cao trong học tập. Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay á là cái ngày mà cuối cùng khui cái ngày cuối cùng khui cái hộp thứ 8 á các bạn. Cái hộp thứ 8, cái hộp này nè, cái hộp thứ 8 nè. Hôm nay mình sẽ lấy một cái nick phụ của mình sẽ review lại mở tất cả những hộp từ hộp số 1 đến hộp số 8. Xem các bạn có xem nó có giống như những phần quà của các bạn hay không, hay là mỗi cái nick là một phần quà khác nhau nha các bạn. Mình đón cái hộp thứ 8 nè. Cái hộp thứ 8 ở đây nè các bạn. Hồi lúc trước mình cũng đón là cái hộp thứ 8, cái hộp này nè là nó sẽ ra được cái chuông màu xanh xanh này các bạn. Bạn thấy không? Cái chuông xanh xanh nè. Bạn thấy chuông xanh xanh không? Đó. Cái chuông xanh xanh thấy không? Mình nghĩ là cái hộp thứ 8 này nó sẽ ra được cái chuông xanh xanh đó. Rồi bây giờ các bạn cùng mình mở những từ cái hộp số 1 đến hộp số 8 xem nó ra được những phần quà gì nha các bạn. Và các bạn xem coi có giống phần quà của các bạn không nha. Rồi mình tiếp tục đi mở nha các bạn. Cái phần quà thứ nhất của mình á là được 5 viên kim cương. Đây có phần quà thứ nhất rồi, là cái nick lớn của mình được 5 viên kim cương nha. Qua wow. Được 5 viên kim cương luôn nha các bạn. Hình như cái hộp này nha là được hai cái mảnh giấy giấy phép mở rộng. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm hộp số 2 mở coi. Như là mấy này là nâng cấp này. Đó đúng rồi, giống cái nick lớn mình luôn nè, số 2 nè, số 3, tinh nhọn, số 4, số 4 nè, đâu rồi ta, số 4 như nằm bên đây, số 4, hai bán đôi, giống nhau hết các bạn ơi, số 5, năm đâu gấp bên đây, đây, số 5, 3, số 6, cháo đây, cháo nữa bạn nè, cháo nè, úp nè, đó chụp giật giật đó nè, hai băng keo, số 7. Cái này là nít lớn của mình được hai giấy phép mở rộng nè các bạn. Wow, giống nhau hết các bạn ơi, giống nhau hết. Số 8 nè, cái số 8 này quan trọng nữa các bạn. Mình đoán là cái chuông xanh này nha. Mình á, theo mình lúc mình mới suy luận là hồi mới ai hoành luôn á, là mình nghĩ là được cái chuông này nè, đó được cái chuông này. Rồi bây giờ mình sẽ mở xem nó sẽ được như gì nha, xem như mình đoán không nha. Úm la xì bùa thên 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 thên. Wow, quá ngon các bạn ơi, tuyệt vời, công nhận mình đoán là chính xác luôn các bạn. Mình lúc hồi mình mới làm video cái đầu tiên á, mình đoán nghĩ là cái chuông xanh này. Không ngờ nó ra cái chuông này, mình để nó lâu lắm rồi. Tại lúc trước mình có đi dạo dạo ở mấy cái farm mà ta làm cải thiện các bạn, level đạt hạng 1 hay đạt top trong top á. Mình qua đó mình thấy ủa cái chuông xanh này ở tại sao mấy mấy người cấp cao có mà mình kiếm ở mua ở kim cương không có, mình không biết đâu có hết. Hôm nay nó cho mình một cái mình rất là mừng luôn. Nói chung là mình được cái chuông này rất là vui luôn các bạn, rất là ngon. Chắc tất cả mọi người đều được cái chuông này đúng không? Mà mình cũng xin chúc mừng các bạn luôn nha, rất là im luôn các bạn ơi, rất là thích luôn. Nói chung mùng một Tết mà nó tặng cái chuông này là mình rất là hào hứng rồi thật. Cái đây là cái nít này á, là cái nít nhỏ của mình muốn review lại tất cả các cái hộp quà của mình thôi, xem coi có giống mọi người hay không. Một hồi mình sẽ làm video xong mình sẽ qua cái nick lớn mình mở tiếp cái ô số 8 để mình lấy cái con rồng xanh với cái chuông này nha các bạn. Thấy con rồng thấy thích ha, hay đẹp ha. Rồi bây giờ mình wow.
Rồi bây giờ mình quay trở lại cái farm của mình. Đây cái farm nhỏ của mình này các bạn. Đó. Farm này để sản xuất để chuyển qua nick lớn đó các bạn. Thôi mình cũng review cái sự kiện Tết Nguyên Đán của ông Red á cho mọi người đến đây. Thôi mình đến đây cũng xin kết thúc video nha các bạn. Hẹn gặp lại ở các bạn ở video sau nha. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Các bạn nào mà đăng ký kênh rồi nhớ like và chia sẻ video giúp mình nha. Mình cũng xin chân thành cảm ơn các bạn bữa giờ đã đồng hành với mình trong thời gian vừa qua nha. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha.